điện máy quang trường, tức bực khai trương, tức bực khuyến mại, xin gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với nhiều cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại điện máy quang trường. Địa chỉ: cổng chợ mới, xã Thanh Khê, cách ủy ban xã Thanh Khê 50m. Điện máy quang trường chuyên kinh doanh lắp đặt và sửa chữa TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, quạt hơi nước, máy lọc nước, âm thanh karaoke gia đình, hút mùi, bếp ga, bếp từ, loa kẹo kéo, Bluetooth, điện dân dụng, điện gia dụng của những nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Samsung, LG, Sharp, Aqua, Kapper, Kangaroo, Carofi, Sunhouse, nồi cơm điện, nồi inox, son chảo, nồi hầm, nồi áp suất, ấm siêu tốc, bóng điện, dây điện, công tắc, cầu dao, đèn năng lượng mặt trời, quạt điện, quạt trần, lò vi sóng. Tức bực khuyến mại đại tiệc khai trương, khuyến mại lớn nhất tại điện máy quang trường. Mua máy lọc nước tặng ngay một bộ nồi inox 3 chiếc 3 đáy và một chân để máy lọc. Mua tivi, tủ lạnh tặng ngay một chảo chống dính. Mua quạt hơi nước tặng ngay một bơm nước dự phòng. Mua bếp từ tặng ngay một nồi cơm điện. Mua điều hòa tặng ấm siêu tốc. Đặc biệt trong dịp khai trương, điện máy quang trường sẽ dành tặng 50 khách hàng đầu tiên và may mắn nhất với nhiều phần quà hấp dẫn, áp dụng với hóa đơn từ 199.000 đồng. Cơ hội duy nhất có 102, siêu cực sốc, số lượng có hạn. Nhanh chân đến với điện máy quang trường tham quan mua sắm và nhận được rất nhiều khuyến mại với giá cực kỳ hấp dẫn. Địa chỉ: cổng chợ mới, xã Thanh Khê, cách ủy ban xã Thanh Khê 50m. Hotline tư vấn và đặt hàng: 0947 198 299 hoặc 0981 298 299. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Điện máy quang trường, điện máy quang trường, tức bực khai trương, tức bực khuyến mại. Xin gửi đến toàn thể quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt với nhiều cơ hội mua sắm thả phanh cùng nhiều chương trình hấp dẫn tại điện máy quang trường. Địa chỉ: cổng chợ mới, xã Thanh Khê, cách ủy ban xã Thanh Khê 50m. Điện máy quang trường chuyên kinh doanh lắp đặt và sửa chữa TV, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, quạt hơi nước, máy lọc nước, âm thanh karaoke gia đình, hút mùi, bếp ga, bếp từ, loa kẹo kéo, Bluetooth, điện dân dụng, điện gia dụng của những nhãn hàng nổi tiếng như Sony, Panasonic, Samsung, LG, Sharp, Aqua, Kapper, Kangaroo, Carofi, Sunhouse, nồi cơm điện, nồi inox, son chảo, nồi hầm, nồi áp suất, ấm siêu tốc, bóng điện, dây điện, công tắc, cầu dao, đèn năng lượng mặt trời, quạt điện, quạt trần, lò vi sóng. Tức bực khuyến mại đại tiệc khai trương, khuyến mại lớn nhất tại điện máy quang trường. Mua máy lọc nước tặng ngay một bộ nồi inox 3 chiếc 3 đáy và một chân để máy lọc. Mua tivi, tủ lạnh tặng ngay một chảo chống dính. Mua quạt hơi nước tặng ngay một bơm nước dự phòng. Mua bếp từ tặng ngay một nồi cơm điện. Mua điều hòa tặng ấm siêu tốc. Đặc biệt trong dịp khai trương, điện máy quang trường sẽ dành tặng 50 khách hàng đầu tiên và may mắn nhất với nhiều phần quà hấp dẫn, áp dụng với hóa đơn từ 199.000 đồng. Cơ hội duy nhất có 102, siêu cực sốc, số lượng có hạn. Nhanh chân đến với điện máy quang trường tham quan mua sắm và nhận được rất nhiều khuyến mại với giá cực kỳ hấp dẫn. Địa chỉ: cổng chợ mới, xã Thanh Khê, cách ủy ban xã Thanh Khê 50m. Hotline tư vấn và đặt hàng: 0947 198 299 hoặc 0981 298 299. Xin trân trọng kính mời và kính mời.